Thúy Ngân nổi đóa vì bị miệt thị, fan hoang mang liệu có liên quan đến Ninh Dương Lan Ngọc và ST Sơn Thạch. Thúy Ngân vừa có phản hồi gay gắt khi nhận được những ý kiến tiêu cực và độc hại. Nhiều người đang tìm hiểu về nguyên nhân đằng sau sự tức giận này từ nữ diễn viên. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Thúy Ngân vừa chia sẻ dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc khi bị một bộ phận khán giả bình luận ý tiêu cực về các sản phẩm nghệ thuật. Theo Thúy Ngân thì khán giả có quyền khen chê, nhưng hãy trên tinh thần góp ý tích cực, không có quyền miệt thị xúc phạm người khác. Nữ diễn viên mong mọi người hãy xem các sản phẩm dưới góc độ công tâm, đừng xem những người không liên quan vào xúc phạm. Khán giả có quyền khen, có quyền chê, có quyền góp ý, nhưng không có quyền miệt thị người khác. Ranh giới giữa việc đóng góp ý kiến và xúc phạm người khác mong manh lắm. Chúng tôi luôn cố tạo ra những điều tốt đẹp, đem đến năng lượng tích cực cho mọi người, nhưng vài người lại gieo vào chúng tôi những năng lượng tiêu cực và độc hại, Thúy Ngân chia sẻ. Bên dưới phần bình luận bài đăng này, nhiều người hâm mộ đang thể hiện sự tò mò, không biết nguyên nhân đằng sau chia sẻ bức xúc này của Thúy Ngân là gì. Thậm chí có người còn hỏi rằng Thúy Ngân xem có phải câu chuyện này liên quan đến việc fan ship Ninh Dương Lan Ngọc và ST Sơn Thạch hay không, thì nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận. Ngoài ra còn có thêm một giả thuyết nữa, đó là việc Thúy Ngân bị chỉ trích nhạt khi tham gia làm khách mời trong chương trình 2 ngày 1 đêm gần đây. Thúy Ngân sinh năm 1991 là diễn viên quen mặt với công chúng qua nhiều bộ phim truyền hình như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Cây Táo Nở Hoa, Hải Đường Trong Gió. Thúy Ngân từng đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam, đạt top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khả năng diễn rất linh hoạt. Thúy Ngân không chỉ thành công trong lĩnh vực phim ảnh mà còn được nhiều thương hiệu, chương trình mời hợp tác.